xiêu cua tại nhà nhá, đừng nấu. Đấy, đây nước xiêu cua. Xiêu cua đây là gạch, gạch cua đã trưng rồi nhá, cua đã trưng, nếu mà cho vào xiêu cua. Đấy, và đun mà phải từ từ, khoảng đều tay, tay để cho cái thịt cua nó sẽ nổi lên. Đây là hôm nay mình làm bún riêu cua tại nhà cho ba người ăn nhé. Đấy, đây cho thả giò đấy nhá, thả giò nhá, giò sống xay. Nước bún riêu cua này sẽ có cà chua này, hành, giò sống này. Thank you.
riêu cua bò bò đây, bò tái lăn nhé. Tái lăn, bò tái lăn, bát bún riêu cua này siêu chất luôn, nồi riêu cua này siêu chất luôn. Wow. Đấy, đặt hết rồi này. Đấy, cái cua vào nổi nhá. Cua nhá, cái này là mấy lạng cua nhỉ? Hai. Có hai lạng cua thôi cả nhà. Hai lạng cua này, cà chua này, giò này. Đấy, bây giờ là bò tái lăn này, bò tái lăn này, giấm bông này, đẹp cua rồi, quá tuyệt vời. Cua phi vàng đấy, cua là chiên vàng lên là sẽ chờ nó sôi lên là được. Chờ nó sôi lên. Khi bò tái lăn rồi bắt đầu bò tái lăn rồi bắt đầu cho vào nhá, cho vào bát. Tiến hành làm rau sống nhá. Đấy, rau sống này. Ớt chanh, chanh ớt. Siêu to khổng lồ. Đấy. Bát này cũng có này, thịt bò này, tái lăn này. Đậu này. Đấy. Rau, giá này. Đấy, nữa là nước riêu cua vào nữa thôi này. Và tuyệt vời luôn. Siêu to khổng lồ nhé. Bát bún siêu cua siêu to khổng lồ. À, đấy nhá, thế là tác phẩm đã xong nhá. Đây là bát bún riêu cua siêu to khổng lồ.
bát bún ngon tuyệt vời luôn nhá. Ớt vào nha, ớt và chanh. Bát này, rượu cua, giò nhá, thịt bò nhá, đậu nhá, ôi ngon chưa? Đấy. Đây nhá. Cua đây là tan rồi, ăn chung đấy, sâm bỗng, nước riêu cua, cà chua. Đây là bát bún riêu cua siêu to khổng lồ. Đấy, ngon chưa? Quá ngon. Nha, bún riêu cua nha, ôi ngon không? Ui, quá ngon luôn. Nước riêu mềm, nước riêu ngọt, hành, rau thơm. Đấy. Ăn ngon tuyệt vời. Quá ngon luôn. Riêu cua này phải cho một ít giấm bỗng rồi mới thơm. Rồi, xin cảm ơn cả nhà nha. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn.